Xin chào bạn, lại là tôi Đào Sơn Nhất đây. Chào mừng bạn đã quay trở lại với khóa học thiết kế website trong 24 giờ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào bài học thứ tư. Ở bài học thứ tư này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể mua được một cái tên miền hosting và giao diện cho mình. Thì khi tham gia cái khóa học thiết kế website trong 24 giờ này cùng với tôi thì các bạn chỉ cần mua tên miền hosting mà thôi. Còn cái phần giao diện thì tôi sẽ dành tặng các bạn một cái kho giao diện bản quyền cũng như là một số các plugin kèm theo bản quyền. Thì tôi đã đầu tư rất là nhiều tiền để có thể mua được những cái giao diện bản quyền và plugin bản quyền. Và tôi sẽ dành tặng miễn phí cho các bạn. Ok, các bạn chỉ đầu tư tiền miền và hosting mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học thứ tư, chuẩn bị những cái thứ để chúng ta tạo ra một website, những cái thứ cần thiết để tạo ra một website, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ tham khảo những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị để thiết kế một website. Trên cái website của tôi là daosunnhat.com. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua hosting. Thì các bạn quay trở lại cái website daosunnhat.com của tôi và các bạn click vô cái mục tài nguyên, các bạn kéo xuống và click vô tìm hiểu thêm. Và chúng ta sẽ tiến hành mua hosting, đúng không ạ? Ở đây thì có hai cái gói mà chúng ta cần lưu ý. Đó là gói Starter, là cái gói dành cho người mới bắt đầu. Đó. Và cái gói Pro. Thì nó khác nhau ở cái điểm gì? Khác nhau về giá, đúng không ạ? Gói Starter thì sẽ rẻ hơn, gói Pro thì đắt hơn. Thì gói Starter này sẽ dành cho những bạn mà mới bắt đầu và không có nhiều tiền. Nếu như bạn có nhiều tiền hơn thì các bạn mua gói Pro. Và gói Starter này thì sẽ cho chúng ta làm một website mà thôi. Còn gói Pro thì là không giới hạn. Đó, thì tùy vào lựa chọn của các bạn. Này, ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Và tôi sẽ quyết định mua cái gói Starter này để hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Thì cái cách đăng ký gói Pro hay Platinum thì nó cũng tương tự thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vô cái nút là Sign Up Now này. Đó, chúng ta click vào đây. Đó, đây là bước 1. Thì ở đây nếu như chúng ta chưa có tên miền thì chúng ta sẽ gõ cái tên miền mà chúng ta mong muốn mua vào đây. Tuy nhiên chúng ta có tên miền rồi thì chúng ta sẽ click vào đây, đúng không ạ? Rồi các bạn quay trở lại cái trang này này. Các bạn hãy copy. Ok, chúng ta sẽ copy cái tên miền của chúng ta. Rồi, chúng ta dán vào đây. Rồi chúng ta ấn Next. Rồi nó sẽ dẫn chúng ta tới cái bước 2. Ở đây thì chúng ta có một số cái lưu ý. Thì nó có những cái gói khác nhau. Nếu như gói 36 tháng thì nó sẽ giảm giá chúng ta nhiều hơn. Tuy nhiên tôi khuyên các bạn sử dụng tối thiểu nha, là 12 tháng thì chúng ta có thể trải nghiệm được cái gói hosting này. Đó, cái bước đầu tiên thì chúng ta cần phải lựa chọn là tối thiểu là 12 tháng. Đó. Rồi, bước tiếp theo này, chúng ta sẽ lựa chọn cái server, nó là Singapore, đúng không ạ? Cái vị trí đặt server đó, nó là Singapore để cái website của chúng ta load nhanh nhất. Và khi mà mua qua cái đường link tiếp thị liên kết của tôi ở trong trang này thì các bạn sẽ được giảm giá, đúng không ạ? Giảm giá thì các bạn có thể copy những cái mã giảm giá mà nó mặc định ở phía trên đây này. Đó, các bạn copy, các bạn dán vào đây và các bạn áp dụng. Ở đây thì tôi đã áp dụng cái mã giảm giá này rồi. Đó, thì có một số cái lưu ý như vậy thôi. Các bạn lưu ý là chọn lại cái gói tối thiểu là 12 tháng. Nếu như các bạn có điều kiện hơn thì các bạn lựa chọn gói 36 tháng hay 24 tháng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần sử dụng 12 tháng là ok rồi. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta hãy chọn server là Singapore, được không ạ? Rồi, nếu như các bạn có mã giảm giá thì các bạn hãy copy và ứng dụng thì nó sẽ giảm giá cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta cần phải chi trả khoảng 19 đô mà thôi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành thanh toán. Thì ở đây nó có hai cái phương thức thanh toán, đó là credit card, Visa hoặc Mastercard, đúng không ạ? Ở đây thì tôi sẽ thanh toán bằng PayPal. Rồi, bước tiếp theo thì tôi sẽ ấn vào continue to checkout. Ok, nó sẽ chuyển chúng ta qua một cái giao diện mới. Thì nếu như chúng ta có tài khoản rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ đăng nhập vào và tiếp tục thanh toán. Tuy nhiên tôi tin rằng bạn chưa có tài khoản thì tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một cái tài khoản mới, đúng không ạ?
Ok, bước đầu tiên thì chúng ta cần nhập cái email của chúng ta vào đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có bắt cuộc. Rồi, tên của chúng ta và họ của chúng ta. Cái này thì các bạn có thể bỏ cũng được. Rồi, số phone, địa chỉ. Về chúng ta có thể gõ Lâm Đồng cũng được, và zip code. Rồi, thì các bạn gõ zip code vào đây. Ok, nếu như bạn chưa biết mã zip code của tỉnh thành mình đang sinh sống là gì thì các bạn có thể lên ô tìm kiếm của trình duyệt web, các bạn gõ vô ô tìm kiếm là daosuanhat.com xuyệt zip code .html. Ok, các bạn gõ enter. Thì ở đây tôi đã tổng hợp. Ok, tôi đã tổng hợp cho các bạn các mã zip code này. Ví dụ như tôi ở Lâm Đồng chẳng hạn thì tôi sẽ có cái mã zip code là 670.000. Thì tùy thuộc vào cái tỉnh thành của các bạn sinh sống thì các bạn cắt dán cái mã zip code cho nó phù hợp được không ạ? Ok. Ở đây tôi sẽ sử dụng mã zip code là 670.000. Ok, chúng ta sẽ lựa chọn là Việt Nam. Nó sẽ rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng đô la USD. Rồi, ok, tiếp tục chúng ta create account. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta cần phải đăng nhập. Ok, tôi sẽ gõ lại email này. Chúng ta sẽ gõ email vào đây, đúng không ạ? Rồi, next. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có password vô. Rồi, chúng ta login. Ok, khi chúng ta đăng nhập thành công thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái giao diện như thế này. Ok, số tiền chúng ta cần phải trả là khoảng 450.000. Ok, bước tiếp theo chúng ta sẽ click vào Pay Now. Ok, chúng ta đã thanh toán thành công. Nó sẽ gửi cho chúng ta cái hóa đơn này, đúng không ạ?